Xin chào các bạn. Nói lại đến rồi ha. Rồi, năm ngoái Hoàng làm bài Jingle Bell, Serenade. Năm nay Hoàng làm thêm bài nữa là bài We Wish You a Merry Christmas. Bài này là ở nhịp 3-4. Thì trước đó có hai bài, đó là bài Serenade và bài Happy Birthday, là hai bài nhịp 3-4. Nếu các bạn đã tập xong bài đó thì bài này là bài nâng cao hơn. Bài này có nhiều hợp âm hơn và các hợp âm Hoàng sắp ở cái thể đạo ha, nên là nó khó hơn chút xíu. Nhưng mà không sao, cứ theo cái trình tự đó là mình làm được thôi. Làm clip liên quan đến chủ đề Giáng sinh, Hoàng kiếm được cái cây thông làm background. Nhưng mà các bạn xem nè, thấy chưa, dòng nước nghe róc rách không? Tiếng thiệt đó nha, tiếng thiệt đó. Rồi vào bài luôn. Thì Hoàng làm có cái trình độ cơ bản thì ai cũng làm được. Cứ tập tay phải, tập tay trái riêng, rồi sau đó ráp hai tay lại. Tiếp theo là có các kiểu đệm 1 này, kiểu đệm 2, kiểu đệm 3. Rồi cứ theo trình tự đó các bạn làm nha. Các bạn đặt tay vào vị trí của nốt rê nha các bạn. Đây là nốt đồ này. Bài này key son. Có một cái pha thang nhá. Rồi mình đặt tay, đặt cái ngón cái vào vị trí nốt rê. Tiếp theo ngón số 3 này, vị trí của nốt son. Đó, nó không có liên lạc đâu, nó không có liên lạc kìa. Mà là rồi, bài này mình di chuyển cái vị trí hơi nhiều. Rồi bắt đầu nè. Rồi, bây giờ mình đổi sang là ngón 4 chỗ này, nốt si. Ngón 1. Rồi mình cứ luồn, mình đưa cái ngón 2 qua. Đó. Rồi tiếp theo có đoạn B. Ngón tay bình thường ha. Rồi, bây giờ tới nốt la thì mình dời cái ngón 2 lên. Rồi, các bạn nhớ nha, nếu mà mình đàn tay phải đúng số ngón tay á, thì nó sẽ trôi chảy, không có vấp váp gì. Còn nếu mà sai số ngón tay á, thì cực lắm. Cho nên là phải đúng số ngón tay. Rồi tiếp theo, bây giờ mình bắt đầu mình đánh cái tay trái ha. Thank you.
tay trái riêng, tay phải riêng. Bây giờ mình ráp hai tay với nhau. Sau trình độ cơ bản thì bây giờ các bạn tập cho Hoàng mấy cái hợp âm sau. Nó có 7 cái hợp âm. Nhớ lưu ý là có chỗ si trưởng và si thứ nha các bạn. Bây giờ ta tập qua hợp âm. Đấy, bài này có nhiều hợp âm hơn cái bài Silent Night và bài Happy Birthday nha các bạn. Đầu tiên hợp âm chủ là hợp âm son trưởng. Rồi. Tiếp theo hợp âm la trưởng. Là đô thăng mi. Tiếp theo hợp âm si trưởng là si, rê thăng, pha, pha thăng. Rồi nó cũng cái đoạn B đó thì là si, thì là si thứ, thì cái rê này không phải là rê thăng mà rê thường. Rồi các bạn phân biệt si thứ và si trưởng nhé. Đó, si trưởng là rê thăng và si thứ là cái này. Rồi tiếp theo hợp âm đô trưởng, đô mi son. Hợp âm rê trưởng, rê pha thăng lá. Hợp âm mi thứ là mi son si. Rồi mình ôn lại nè. Son trưởng, la trưởng, si trưởng, si thứ nữa nha. Đô trưởng, rồi rê trưởng, mi thứ. Rồi, rồi mình đi qua lướt qua được các hợp âm đó rồi. Bây giờ cụ thể ở trong bài là mình sẽ phải dùng thể đảo. À, Hoàng viết khó hơn cái bài hai cái bài trước. À, cho nên là các bạn nên tập hai cái bài trước rồi các bạn qua cái bài này các bạn sẽ đàn dễ hơn ha. Nếu các bạn chưa tập hai bài trước thì các bạn cứ quay về cái bài Silent Night và cái bài Happy Birthday để tập trước ha. Theo cái dòng của bài á, bam bam là đô trưởng mình dời lên đây đúng không? Rồi tiếp theo là la trưởng mình đánh ở đây thay vì mình đánh ở đây. Đó, rê trưởng nè. Rồi tiếp nữa là si, mi thứ, đô, rê, son. Rồi, cứ như vậy mình đánh cái đoạn B. Rồi la trưởng là mình đánh chỗ này nha. Rê trưởng này. Chỗ này là si thứ nha các bạn, không phải là si bảy. Rê son. Rồi các bạn cứ làm theo đúng cái vị trí như Hoàng nha. Rồi, bây giờ mình vô cái kiểu đệm 1. Thì kiểu đệm 1 đơn giản thôi, đó là tay phải đánh cái giai điệu và tay trái đánh hợp âm. Thank you.
Thế là xong cái kiểu đệm 1, ta tiến vào kiểu đệm 2 và ta cũng ráp luôn ha các bạn. Chúc mừng bạn, bạn đã làm xong kiểu đệm 1, kiểu 2 luôn rồi. Thế là bây giờ kiểu đệm 3. Bắt đầu luôn ha. Các bạn ơi, sau khi các bạn tập được ở cái tốc độ là tempo là 50 thì các bạn cứ up dần lên ha. Cứ mỗi lần tăng thêm 5 số chẳng hạn, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, thậm chí nhanh hơn nếu mà các bạn muốn, nhanh hơn nữa. Rồi, chúc mừng các bạn đã hoàn thành được cái bài này. Bài này khá khó vậy mà các bạn đàn được là các bạn chứng tỏ là các bạn rất là thông minh đó. Không hiểu sao cứ nghe cái bài này là cái không khí Giáng sinh, rồi không khí no Tết rồi ùa về ha, rồi không khí lạnh ùa về, thì cứ nghe cái không khí của bài này rất thích lắm. Cái phần đuôi á là Hoàng có để cái backing track, các bạn cứ theo đó mà tập trung với backing track cho nó tăng thêm cái tính, tăng thêm cái phần thú vị ha. Rồi nếu như cái clip của Hoàng hữu ích, xin các bạn nhớ bấm like, subscribe kênh và share cho bạn bè cùng tập ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.